Hôm nay chúng ta sẽ làm về cái buổi đầu tiên về chương trình Photoshop. Về phiên bản thì cũng như cái chương trình Illustrator ngày hôm qua thì cái Photoshop cũng đã có cái bản cập nhật lên phiên bản CC 2017 rồi. Trên máy của tôi thì đang là cái chương trình 2017, và về mọi thứ thì nó hầu như là cũng sẽ rất giống như là Illustrator, do nó là cùng một gia đình, cho nên về cấu trúc thì có lẽ là tôi cũng sẽ không phải giới thiệu lại nhiều nữa. Đấy, trên cùng là menu này, ở dưới này là thanh option này, thế và ở phía đầu bên phải này thì chúng ta cũng sẽ có cái nó gọi là list menu của workspace, cái không gian làm việc. Đấy, để cho chúng ta có thể chọn những cái môi trường làm việc phù hợp với lại từng công việc. Và đây thì chúng ta cũng thấy rất là rõ này, nó sẽ có một số các cái chế độ làm việc khác nhau ứng với lại công việc nó thiên về làm ảnh cho cái mục tiêu gì. Ví dụ như là ở đây chúng ta có các chế độ là Essential này, 3D này, Graphic và Web này, Motion này, Painting này, Photography. Thì đấy là những cái mảng công việc lớn mà Adobe thống kê ra và xây dựng những cái tùy chọn cho môi trường làm việc. Tùy vào công việc của chúng ta mà chúng ta sẽ chọn lấy một cái công việc, một cái môi trường làm việc làm sao cho nó phù hợp. Đấy, và nó cũng có cái chế độ Start để giúp cho chúng ta có thể là chọn nhanh lại một cái tài liệu nào đó được mở gần nhất, cũng như là tạo tài liệu mới. Thế thì để làm việc thì có lẽ là chúng ta nên quay trở về với cái chế độ Essential, thì nó sẽ giúp chúng ta có được một cái nhìn nó tổng quan hơn về cái môi trường làm việc. Và cũng giống như là Illustrator thì hộp công cụ thì sẽ nằm ở bên phía tay trái, các hệ thống docker chứa các panel thì nó sẽ nằm ở phía bên phải, và thanh option sẽ là nơi cung cấp cho chúng ta những cái hỗ trợ, những cái tùy chọn liên quan tới đối tượng hoặc là công cụ mà chúng ta chọn. Tất cả những cái này cũng có thể là kéo rời ra, hoặc là di chuyển, hoặc là đóng mở để tạo ra những cái không gian làm việc rộng hẹp khác nhau. Tuy nhiên ở trong Photoshop thì nó có một cái điểm hơi khác một tí, tức là hai cái ô màu ở Photoshop này thì nó không phân ra làm ô fill và ô stroke như là Illustrator, mà nó được gọi là hai ô foreground color và background color, là màu tiền cảnh và màu hậu cảnh. Trong đó thì cái ô phía trên được gọi là foreground color, hay là chúng ta gọi nó là ô màu tiền cảnh. Đấy, còn ô nằm phía dưới thì được gọi là background. Và trong hai ô này thì cái ô được sử dụng nhiều và thường xuyên đấy là ô foreground color. Hầu hết tất cả những cái màu mà chúng ta thiết lập cho công cụ để mà tô vẽ, cũng như là những cái thao tác mà lấy màu mặc định, thì hầu như là nó đều lấy theo cái ô màu tiền cảnh này. Thế thì ở trong cái môi trường làm việc như thế này thì chúng ta sẽ có ba cái tùy chọn như thế này. Đó là ba chế độ hiển thị. Một chế độ là chế độ Standard, chế độ thứ hai là Full Screen Mode with Menu Bar, và chế độ thứ ba, chế độ cuối cùng là Full Screen Mode. Trong trường hợp mà chúng ta cần thiết lập một cái môi trường làm việc nó rộng hơn, hoặc là nó không bị ảnh hưởng bởi các thành phần của cái cửa sổ làm việc, thì chúng ta có thể là chọn một trong ba cái cách này. Bây giờ tôi mở thử một cái bức ảnh ra. Khi mà chúng ta mở thử một bức ảnh ra như thế này thì có thể là chúng ta đôi lúc chúng ta không muốn là những cái không gian làm việc xung quanh mà nó ảnh hưởng tới cái quan sát của chúng ta cho cái tài liệu mà chúng ta đang làm. Đấy, thì chúng ta có thể là mở cái trường này ra. Đấy, và chúng ta bấm vào đây chúng ta chọn các cái chế độ thì nó sẽ có hai cách. Một là các bạn bấm vào cái hộp công cụ, các bạn chọn chế độ đó. Hai là nhấn phím tắt, và phím tắt ở đây thì nó rất là đơn giản là phím F. Đấy, các bạn sẽ thấy rằng cứ mỗi một lần nhấn phím F thì nó lại chuyển cho chúng ta qua lại giữa ba cái chế độ mà hiển thị đó. Chế độ đầu tiên này thì nó sẽ đầy đủ tất cả mọi thứ. Chế độ thứ hai là nó giấu bớt một số thứ đi nhưng nó vẫn để cái thành menu. Đấy, và chế độ thứ ba nó cất hết, không còn cái gì cả, chỉ còn lại tài liệu ở trên này. Và với cái cách mà làm việc như thế này thì chúng ta sẽ có được không gian rộng hơn. Thứ hai là không bị ảnh hưởng bởi các thành phần xung quanh nữa, và cái sự quan sát và cái đánh giá của chúng ta nó chỉ còn tập trung vào trong cái tài liệu mà chúng ta đang xử lý thôi. Thế cũng có một cách nữa để mà chúng ta có thể giấu bớt những cái thành phần này đi, làm cho cái môi trường làm việc của chúng ta nó có thể là rộng hơn. Thì để thực hiện thì chúng ta sẽ nhấn phím Tab ở trên bàn phím. Khi chúng ta nhấn Tab ở trên bàn phím thì hai thứ hai bên, tức là cái hộp công cụ và cái hệ thống Docker chứa các panel ở bên trái và bên phải, thì nó sẽ được giấu vào hai cạnh màn hình. Đấy, nếu mà muốn cho hiện lại thì nhấn Tab, nó lại hiện ra, nhấn Tab lần nữa lại giấu đi. Thế còn cũng có thể là chúng ta nếu mà quen rồi, chúng ta cũng không nhất thiết là phải nhấn Tab để cho cái hộp nó hiện ra, bởi vì chúng ta vẫn còn một cách nữa, tức là di chuột sát vào trong cái lề màn hình thì tương ứng với lại lề trái thì nó sẽ bật hộp công cụ ra. Sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta bấm chuột vào một chỗ trống nào đó thì nó lại thu gọn trở lại thế này. Cũng tương tự như thế, nếu mà tôi di chuột vào trong cái phía bên tay phải như thế này thì nó lại hiện ra cái hệ thống Docker để cho chúng ta có thể chọn, có thể gọi một panel nào đó. Thế còn nếu mà sau này mà các bạn làm việc mà đã quen với lại cái cách làm việc ở trong Photoshop và thuộc được các phím tắt rồi thì cũng không nhất thiết phải gọi bất cứ cái gì ra, tại vì chúng ta đều có thể gọi nó bằng phím tắt. Đấy, đối với những cái nào mà đã có phím tắt sẵn sàng rồi thì chúng ta chỉ việc nhớ và gọi nó ra. Còn với những cái công cụ, với những panel nào mà nó chưa được gắn phím thì chúng ta cũng có cái chức năng gắn phím. Gần đến bây giờ tất cả các chương trình thiết kế đồ họa đều cho phép là gắn phím để tùy biến cái hệ thống phím tắt. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với lại một vài khái niệm cơ bản ban đầu. Thế thì Photoshop nó có thể giúp chúng ta làm rất là nhiều việc. Đấy, và nó có thể thực hiện được cả hai mảng công việc. Một mảng thì chúng ta gọi là tính chất editing, tức là tính chất chỉnh sửa. Thường thì làm một cái gì đó thì chúng ta sẽ có một cái, ít nhất là một cái bức ảnh. Thế và sau đó thì chúng ta mới mở nó ra và chúng ta thêm bớt các thành phần lấy từ các chỗ khác vào, từ trong thư viện, từ trong các ảnh khác, rồi thì thêm các cái hình vẽ, thêm chữ nghĩa vào, rồi chỉnh sáng, chỉnh tối, cắt chỗ nọ, ghép chỗ kia. Thì cái tính chất công việc như thế nó có cái tính chất editing, tức là mang tính chất chỉnh sửa ở trên một cái ảnh đã có. Thế còn trong một vài trường hợp khác thì chúng ta sẽ làm việc theo cái cách là creating, tức là tôi sẽ mở ra một cái tài liệu trắng tinh. Thế và lúc đó tôi mới bắt đầu là sử dụng các công cụ, rồi sử dụng các tài nguyên. Lúc đó tôi mới tạo ra một cái sản phẩm mới. Đấy, từ một tài liệu trắng, có thể là một cái thiết kế gì đó cũng có thể. Thế còn ngoài ra thì chúng ta còn có thể là thiết kế giao diện website, rồi các cái những cái giao diện cho chương trình chạy trên mobile. Đấy, rồi thì painting, đúng không? Vẽ vào trên này cũng được. Đấy, và có thể là xuất ra những, xây dựng những cái đoạn phim ngắn này, rồi làm hành động này, rồi như là một cái thành phần để làm hậu kỳ cho những cái thiết kế trong môi trường 3D. Đấy, như là thêm chất liệu, thêm ánh sáng, thêm các cái thành phần khác vào trong cái môi trường 3D của những cái bản vẽ 3D mà người ta đã làm. Thế thì bây giờ để tạo mới một cái tài liệu thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta chọn new hoặc là Ctrl N. Đó. Nếu trong cái môi trường là Start như thế này thì các bạn chọn new ở đây, chọn hoặc là phím Ctrl N hoặc là vào File New ở đây đều được cả. Khi mà chúng ta nhấp chọn như thế này thì nó sẽ mở ra một cái cửa sổ cho chúng ta lựa chọn cái mục đích chúng ta làm để làm gì. Thì cũng tương tự như là cái chương trình ngày hôm qua tôi đã giới thiệu, thì nó cung cấp một loạt những cái tùy chọn ở trên này để cho chúng ta có thể là chọn được một cái mục đích làm việc nào đó. Thì ở đây nó phân ra này, photo này, print này, art và illustration này, web này, mobile này, phim và video. Có nghĩa là nó làm được rất là nhiều việc, và chúng ta cần một cái mục tiêu như thế nào thì chúng ta sẽ chọn cái tên tương ứng ở phía trên này, và khi mà chúng ta chọn thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái preset mà nó mang tính tương đối là phổ thông đấy, thì nó sẽ liệt kê hết cho chúng ta ra đây, cần cái loại nào thì chúng ta chọn vào cái đó. Thế thì sau khi chọn xong thì cái phần preset detail ở phía bên tay phải này nó sẽ liệt kê một cách chi tiết và đầy đủ các tham số về kích thước, về các cái tham số kỹ thuật đấy. Ví dụ như là chúng ta thấy là chúng ta thiết lập lệnh về in thì lập tức là nó sẽ để cho chúng ta cái độ phân giải là phù hợp với cái mục tiêu là để in đấy. Còn hệ màu thì bây giờ do chúng ta có những cái hệ máy khác nhau cho nên là nó cũng không thiết lập sẵn cho chúng ta ở cái chế độ là CMYK, mà nó để là chế độ phổ thông hơn là chế độ RGB. Còn nếu chúng ta đã xác nhận là chúng ta làm để mà thiết kế in ấn ở trên hệ máy in offset thì lúc đó chúng ta sẽ phải sổ danh sách ra và chúng ta chọn một cái hệ khác phù hợp hơn, hệ CMYK. Thế còn tương tự như thế, nếu như mà chúng ta làm web chẳng hạn thì nó sẽ để cho chúng ta chuẩn luôn, tức là độ phân giải là 72 đấy, rồi hệ màu là thế này. Nếu mà chúng ta làm trên mobile thì cũng tương tự như thế, độ phân giải nó sẽ thiết lập sẵn. Thế còn kích thước cái file thiết kế mới của chúng ta thì nó sẽ đưa ra một loạt các cái preset tương ứng với lại một số các loại điện thoại nào đó, để cho chúng ta không cần phải lục tìm, không cần phải kiểm tra xem là kích thước của những cái đó nó như thế nào. Phim đó thì nó cũng để những cái kích thước của những khuôn hình phim là nó cũng chuẩn luôn, bằng với lại kích thước chuẩn mà bây giờ đang thông dụng đấy. Photo thì đây chúng ta sẽ có những cái kích thước như thế này. Thế còn về phần Recent thì thường là nó sẽ trong trường hợp như thế nào, recent hay là phần copy, tức là nếu như bây giờ tôi đang có một cái thông tin gì đó mà tôi đang copy ở trong bộ nhớ, nếu nó là ảnh thì cái phần như thế này nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra một cái file mới có kích thước bằng luôn, đúng với kích thước của cái mà chúng ta đang copy vào trong bộ nhớ, để cho chúng ta có thể là dán luôn vào và nó bằng luôn với cái kích thước của cái file mà chúng ta sẽ dán vào ấy. Thế khi mà chúng ta chọn một cái tài liệu, một dạng tài liệu xong thì khai báo tất cả những cái gì mà chúng ta cần, sau đó thì nhấn nút Create thì nó sẽ tạo ra cái tài liệu giống như chúng ta yêu cầu. Thông thường là nó sẽ để mặc định là nền trắng để cho chúng ta có một cái nền mà rất là rõ ràng, rành mạch để chúng ta bắt đầu là thiết kế, chúng ta vẽ, chúng ta cắt ghép các thứ lên trên này, và bắt đầu lấy các cái công cụ ở phía bên tay phải này, ví dụ như là vẽ vào hoặc là nhập một cái tài liệu từ chỗ khác vào. Vâng. Thế sau đó thì chúng ta làm cái gì rồi chúng ta sẽ lưu thì ở đây thì vào menu file và save đó. sẽ điều đầu tiên là cần phải chọn cho nó một cái thư mục để mà cất giữ, sau đó thì đặt tên và chọn định dạng. Thì Photoshop nó sẽ đặt sẵn cho chúng ta cái định dạng gốc của nó là PSD. Đấy. Thế còn danh sách thì thực ra nhiều lắm, tùy theo mục tiêu của chúng ta là chúng ta lưu để mà chỉnh sửa tiếp, hay lưu để đưa lên web, hay lưu để gửi cho khách hàng, hay là để làm việc gì thì nó sẽ có những cái định dạng tương ứng. Tuy nhiên lúc đầu tiên thì chúng ta chỉ cần nhớ kỹ là cái định dạng của Photoshop gốc của nó thì nó sẽ là luôn luôn là để sẵn cho chúng ta ở cái chế độ là PSD này. Thế sau đấy thì chỉ cần là đặt tên, đó, đặt tên, chọn định dạng và nhấn Save thì nó sẽ lưu cho chúng ta thôi. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ lưu tài liệu. Thế còn mở thì cực kỳ đơn giản rồi. Đó, nhấn nút Open để tìm một cái ảnh để mở ra. Và nếu ở trong chế độ mà Recent File như thế này thì các bạn có thể là bấm vào một cái hình ảnh đang được liệt kê ở đây và sau đó thì chúng ta sẽ mở nó ra. Đấy, rất là đơn giản thế này thôi. Thế là khi mà chúng ta mở thì chúng ta có thể một lúc chúng ta mở bao nhiêu tài liệu. Đấy, chúng ta có thể mở nhiều tài liệu. Đó. Và khi chúng ta mở nhiều tài liệu thì nó sẽ sắp xếp cho chúng ta thành những cái tài liệu đặt cạnh nhau như thế này. Và mỗi một cái tài liệu thì nó sẽ có một cái thẻ ghi tên, rồi thì hiển thị về cái phần trăm tỷ lệ nó đang view, đúng không? Chế độ màu. Đấy là một vài cái thông tin mà chúng ta có thể là thông qua cái thẻ tên này chúng ta có thể là hình dung ra về cái tài liệu. Và có thể mở nhiều tài liệu, nhưng mà thông thường thì trong một thời điểm thì các bạn sẽ chỉ thấy một tài liệu được hiển thị thôi. Muốn chuyển sang xem một tài liệu khác thì các bạn phải bấm vào cái thẻ tên tương ứng của nó, thì lúc đó nó mới chuyển và nó sẽ mở cái tài liệu đó lên cho chúng ta. Thế còn nếu như mà các bạn muốn cùng một lúc có thể quan sát nhiều tài liệu thì các bạn sẽ có một cái chế độ như thế này. Các bạn vào trong cái menu window. Trong menu window thì các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh range là lệnh nằm trên cùng. Và ở đây thì nó sẽ cung cấp cho các bạn rất là nhiều các cái chế độ khác nhau để mà các bạn có thể sắp xếp các cái tài liệu của hiện đang mở ở trên màn hình theo cách như thế nào. Đấy, theo cách nào mà các bạn mong muốn. Thì nó có những cái chế độ như là xếp tất cả các cái ảnh mà nằm cạnh nhau theo chiều dọc, xếp tất cả các ảnh chồng lên nhau theo chiều ngang. Đó, hai ảnh cùng mở ở chế độ ngang màn hình, hai ảnh cùng mở chế độ dọc màn hình, vân vân. Đây, ví dụ đây là xếp hết tất cả theo chiều dọc. Đó, đây là xếp hết tất cả theo chiều ngang. Đây là xếp hai tài liệu theo chiều ngang. Tất nhiên là số lượng thì có nhiều và nó sẽ tích hợp một số các cái ảnh khác vào trong một cửa sổ, còn ảnh kia thì chỉ một cửa sổ thôi. Ba theo chiều dọc. Đấy thì cái cách thức để mà chúng ta có thể là mở và xem đồng loạt cùng một lúc nhiều tài liệu là như thế này. Nhưng mà kể cả là hiển thị cùng một lúc nhiều tài liệu thì trong một thời điểm các bạn chỉ có thể là thao tác được với một tài liệu thôi, không thể nào mà làm được cùng một lúc hai tài liệu. Nếu mà tôi bấm ra đây thì tôi kích hoạt cái này và tôi làm việc ở đây. Tất nhiên tôi có thể thực hiện những thao tác là chọn một cái gì đó, copy một cái gì đó rồi tôi lấy kéo thả từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia thì được. Nhưng mà cái quá trình mà làm thì lúc nào làm việc ở cửa sổ nào thì nó vẫn là làm việc cửa sổ đó thôi. Cho đến khi mà tôi kéo qua cái ranh giới này thì nó lại coi như là bắt đầu làm việc với thằng này để thằng này nhận. Đấy, thằng này nhận tài liệu. Thì đấy là cái vài cái thao tác mà chúng ta cần phải nắm được. Thế thì bây giờ chúng ta chúng ta sẽ cùng nhau là làm việc với lại những cái bức ảnh này để tìm hiểu về cái cấu trúc của nó, cái nguyên lý làm việc của nó. Đấy. Thế thì ở trong mấy cái bức hình như thế này thì các bạn thấy rằng là kích thước thì khác nhau, màu sắc thì khác nhau, đó, và nội dung khác nhau, tông màu khác nhau, các chi tiết ở trong bức ảnh này cũng rất là khác nhau. Đấy, nhưng mà nó đều có một cái điểm chung, đấy là cái cơ cấu để hình thành nên một cái bức ảnh thì nó là giống nhau. Thế cơ cấu để hình thành nên bức ảnh giống nhau thì chúng ta làm thế nào để xem, làm thế nào để thấy được cái điểm giống nhau đó? Thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta sẽ vẫn phải nắm một vài cái thao tác cũng giống như hôm qua, đó là chúng ta cần phải thu phóng, chúng ta cần phải thay đổi trường nhìn để chúng ta quan sát được cận cảnh hơn một cái chi tiết nào đó trong bức ảnh. Thế thì chắc là sẽ không phải nói lại nhiều, tại vì là cái cách dùng của Illustrator và Photoshop thì nó giống hệt nhau. Công cụ zoom này, công cụ hand này, rồi các cái phím tắt hoán đổi như là nhấn phím cách để mà chuyển tạm thời sang hand, control cách là để chuyển sang zoom. Thế nhưng mà ở đây thì thằng Photoshop thì nó có một chút khác biệt khi mà chúng ta sử dụng cái bánh xe lăn. Bánh xe lăn thì đối với Illustrator ngày hôm qua thì chúng ta sẽ có cái thao tác là đây, phóng to này thì đẩy lên trước, đó, thu nhỏ thì kéo về sau. Thế còn nếu mà chúng ta nhấn Control 0 của chúng ta sẽ là toàn màn hình như thế này. Control Alt 0 thì sẽ là kích thước 100%, kích thước thật của tài liệu. Control cộng là phóng lớn, Control trừ là thu nhỏ. Đấy. Thế bây giờ chúng ta nhắc tới những cái khái niệm hoặc là những cái công cụ để mà phóng to thu nhỏ. Thế bây giờ chúng ta mới phóng to một cái chi tiết nào đó, một cái phần ảnh nào đó lên để chúng ta quan sát, để chúng ta xem là tận cùng của những bức ảnh này nó là cái gì. Thì chúng ta sẽ nhấn Control và phím cách để chúng ta hoán chuyển tạm thời sang thành cái công cụ zoom. Bây giờ tôi và các bạn bắt đầu phóng lớn một khu vực nào đó lên. Thì khi mà chúng ta phóng cận cảnh một bức ảnh thì bất kể nó là nội dung bên trong là gì, thì đến một cái mức độ nào đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi xem cận một bức hình thì chúng ta sẽ thấy là nó là một cái tổ hợp của rất nhiều những cái hình vuông nhỏ. Đấy, đây cái ảnh Frankenstein này thì nhìn xa thì như thế này, đúng không? Nhưng mà khi mà tôi phóng lớn lên khu vực chữ này, đó, cây này, nhà này, hay là Frankenstein thì nó đều là tổ hợp của rất nhiều hình vuông nhỏ. Tôi chuyển sang một cái hình ảnh khác, đúng không? Vừa nãy là quái thú thì bây giờ là người đẹp, đúng không? Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nhìn xa thì như vậy, nhưng khi chúng ta mà nhìn gần vào một bức hình thì bất kể cái chi tiết nào, bất kể thành phần nào, bất kể là nó đang diễn giải cái gì, thì cuối cùng chúng ta cũng thấy là nó là một tổ hợp của rất nhiều cái ô vuông nhỏ nhỏ. Đây, chuyển sang một bức hình khác, đúng không? Một cái ghế. Đó. Nếp váy. Bất kể chất liệu, bất kể nội dung, bất kể là hình thức là như thế nào, bất kể tông màu là cái gì, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy một cái điểm cực kỳ chung giữa các bức ảnh. Đấy là nó được xây dựng, nó được tạo nên bởi một tổ hợp của cực kỳ nhiều các cái điểm ảnh hình vuông, và do đó thì chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận chung rằng tất cả các bức ảnh này thì đều có một điểm chung, đấy là cái cấu trúc của nó được tạo nên từ phần tử nhỏ nhất là những cái hình vuông. Đấy. Và cái hình vuông đó sẽ là cái thành phần nhỏ nhất để cấu thành, để xây dựng nên các bức ảnh, và chúng ta gọi nó là đấy là các cái điểm ảnh, hay là chúng ta gọi nó là những pixel. Thuật ngữ chuyên môn thì chúng ta sẽ gọi là pixel. Đó, pixel hay là điểm ảnh. Thế thì sau khi mà thống nhất là cái thao tác làm việc, thì là làm việc với các pixel như thế này, thì nó lại dẫn tới một vấn đề, đó là pixel nhiều như thế thì bây giờ khi mà chúng ta làm việc với các bức ảnh thì chúng ta sẽ làm việc với pixel nào, và làm việc với bao nhiêu pixel, và làm sao để làm việc chính xác với những pixel mình muốn. Thế thì để thực hiện cái này thì chúng ta cũng phải xem lại cái cách thức mà chúng ta sẽ làm. Tại vì chúng ta có thể làm việc với lại bức ảnh theo hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sử dụng công cụ. Công cụ thì nó có cái đặc điểm là nó sẽ có cái vị trí mà chúng ta di công cụ vào, nó sẽ có độ lớn của đầu công cụ khi mà chúng ta thao tác, và cái việc mà chúng ta sử dụng công cụ thì nó tương đối là rõ ràng cái chỗ mà mình muốn. Đó. Tôi lấy ví dụ như là tôi muốn vẽ vào đâu đó. Đó. Ví dụ như là tôi muốn tô cái màu vào, thay màu cho cái váy của cô này chẳng hạn. Đó. Thì tôi di công cụ vào cái chỗ mà tôi muốn xử lý. Việc này thì nó tương đối rõ ràng, bởi vì là tôi muốn vẽ vào đâu thì tôi đưa công cụ vào đó. Đó. Thế nhưng với lệnh thì sao? Với lệnh chúng ta thử nhé. Vào menu Edit, vào Fill. Đây là nơi chứa các lệnh tô. Tôi gọi lệnh tô bằng cách là vào menu, hoặc là tôi có thể nhấn phím tắt là Shift F5. Sau khi mà nhấn Shift F5 thì tôi mở ra, tôi chọn lấy ví dụ như foreground color, chính là tôi lấy cái màu ở ô tiền cảnh này. Sau đó thì tôi sẽ nhấn OK. Sau khi nhấn lệnh thì tôi sẽ nhận được cái gì? Toàn bộ bức hình sẽ bị tô đỏ hết. Đúng không? Nó tô toàn bộ hết tất cả bức ảnh này. Lý do là nó không giống như là công cụ. Công cụ thì chúng ta sẽ điều khiển là nó vẽ vào khu vực nào, và nó sẽ vẽ vào đúng cái chỗ mà chúng ta đưa công cụ vào đấy thôi. Nhưng lệnh thì nó làm việc trên diện rộng, và do đó thì nó cần phải có một cái sự xác nhận chuẩn xác hơn. Thao tác mà sử dụng công cụ thì di vào đâu thì nó vào chúng đấy, thì đấy chính là cái thao tác mình đã xác nhận là mình muốn làm việc vào đâu rồi thì mình mới di công cụ vào đó. Thế nhưng mà với lệnh ấy, mà chúng ta không xác định được là chúng ta muốn tô vào đâu thì nó sẽ tô hết cho chúng ta như thế này. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể là xử lý được vào một cái bức hình đúng như cái chỗ chúng ta mong muốn, đúng cái điều chúng ta mong muốn. Đấy. Số lượng pixel cực nhiều, đúng không? Bây giờ tôi phóng lên đây. một cái móng tay này thôi thì nó cũng đã là độ khoảng trên chục pixel rồi, thì nó mới tạo hình ra một cái móng tay, không nói đến là những thứ khác to hơn rất nhiều. Do đó thì trong một bức ảnh thì số lượng pixel cực kỳ lớn, cực kỳ nhiều, mà do đó thì nếu như mà chúng ta không có chỉ đạo được cho Photoshop biết là nên làm việc với pixel nào và không làm việc với pixel nào, thì kết quả nếu mà dùng lệnh sẽ luôn luôn giống như vừa nãy, có nghĩa là nó sẽ hiểu rằng làm việc với tất cả các pixel. Vậy thì chúng ta sẽ phải có một cái phương pháp nào đó để chúng ta chỉ dẫn cho chương trình biết là tôi muốn làm việc với lại pixel nào. Từ đấy nó mới dẫn tới một cái khái niệm là vùng chọn. Đấy, vùng chọn sinh ra là để báo cho chương trình biết là những cái pixel nào nằm trong cái vùng được chọn lựa đó thì sẽ được phép làm việc, và những pixel khác nằm bên ngoài thì không. Thế vùng chọn nó có hình dáng như thế nào và nó được tạo ra bởi những công cụ nào, bằng phương pháp nào, thì chúng ta sẽ làm quen như sau. Do cái vai trò cấp thiết, yêu cầu cấp thiết của cái việc phải có một cái vùng chọn, cho nên là các công cụ tạo vùng chọn sẽ được ưu tiên đặt gần như là ngay trên đầu của công cụ. Chúng ta sẽ có 3 cái nhóm công cụ tạo vùng chọn cơ bản, là bao gồm công cụ, nhóm công cụ Marquee. Marquee thì trong này gồm có 2 thể loại là Marquee hình chữ nhật và Marquee hình elip, giúp chúng ta có thể tạo ra được những cái vùng chọn có tính chất chữ nhật hoặc là elip. Công cụ hay là nhóm công cụ thứ hai đó là nhóm công cụ lasso. Ở nhóm công cụ lasso này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là tạo ra các vùng chọn tùy biến theo bất cứ cái hình dạng nào chúng ta muốn, chúng ta cần, thì chúng ta sẽ nhấp chuột và chúng ta vẽ ra theo cái hình mà chúng ta muốn đó. Thế còn trường hợp thứ ba đó là nhóm công cụ Magic One và Quick Selection. Thì nhóm này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo vùng chọn theo các cái giá trị màu mà chúng ta mong muốn. Thế thì đấy là giới thiệu nhanh về 3 cái nhóm công cụ mà chúng ta sẽ sử dụng để tạo vùng chọn. Thế còn khi mà tạo ra một vùng chọn thì trông nó sẽ có hình dáng như thế nào? Chúng ta vừa giới thiệu về vùng chọn, chúng ta vừa nói luôn về cái công cụ chọn và Marquee, mà tiêu biểu là cái rectangular Marquee để tạo ra cái vùng chọn hình chữ nhật. Thì thao tác để vẽ một cái vùng chọn bằng công cụ chọn hình chữ nhật này thì nó rất là dễ. Các bạn chỉ việc là nhấp chọn công cụ, sau đó thì đưa vào trong màn hình và các bạn nhấp chuột, các bạn kéo, thì nào tạo ra được một cái vùng lựa chọn nằm ở trong cái vùng chữ nhật này, thì chúng ta nhả chuột ra và lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy một cái vùng chọn được phát sinh, và nó có cái hình dáng hình chữ nhật được bao quanh bởi một cái đường đứt đoạn như thế này. Trong thuật ngữ thì người ta còn gọi đây là cái đường kiến bò. Cái vùng chọn này thì nó sinh ra nó có ảnh hưởng gì tới cái bức ảnh hay không? Thì không, vùng chọn nó chỉ đơn giản là một cái vùng để báo hiệu cho chương trình biết là nó sẽ giúp cho lựa chọn các pixel thôi, chứ còn nó không có ảnh hưởng gì tới cái bức ảnh cả. Lúc này thì chúng ta có thể gọi nó là một cái floating selection, hay là một cái vùng chọn trôi nổi, và đúng như cái tên, đúng như khái niệm đó, các bạn đưa chọn chuột. Tất nhiên là đang sử dụng một trong các công cụ mà tạo vùng chọn này thì các bạn có thể lôi kéo nó đi bất cứ đâu ở trên cái bức hình và không hề làm ảnh hưởng đến bức hình hết, cho tới khi nào mà chúng ta ra lệnh. Đấy, ví dụ hoặc là thao tác, đúng không? Ví dụ như là tôi có thể copy đây chẳng hạn, tôi đặt cái vùng chọn vào đây và tôi vào menu edit, tôi sử dụng lệnh copy thì tôi sẽ copy được những cái điểm ảnh nằm ở trong cái khu vực này. Và nếu như mà tôi lại dán nó sang Ctrl+V, dán nó sang một cái khu vực khác, thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ copy các cái điểm ảnh ở khu vực đó và nó đưa sang cái khu vực mới. Này, các bạn sẽ thấy là đây là kết quả, đúng không? Tôi copy những điểm ảnh ở chỗ này, tôi đưa sang chỗ khác, hoặc là ngay trong chính cái ảnh đấy thôi. Nếu mà tôi Ctrl+V tôi dán vào thì tôi sẽ có cái bản sao của các cái vùng điểm ảnh đó, và nó sẽ tạo ra một cái bản sao đó. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta cắt thì sao? Ctrl X cắt, cắt thì nó sẽ mất điểm ảnh đi, chỗ đó sẽ mất hết điểm ảnh đi. Thế còn trong một trường hợp khác nữa thì sao? Tôi không sử dụng các cái công cụ mà tạo vùng chọn này nữa, mà tôi chuyển sang công cụ mới là cái công cụ Move Tool. Đấy, là công cụ nằm kế ngay bên cạnh cái công cụ Rectangular này. Thì lúc này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hình dáng cái kéo, và khi tôi lôi kéo như thế này thì nó sẽ cắt đứt cái vùng điểm ảnh đấy đi. Nhưng mà lúc này thì nó lại trở thành một cái vùng được gọi là floating image, tức là vùng điểm ảnh trôi nổi. Tôi có thể lôi nó đi bất cứ đâu ở trong cái bức ảnh này, đặt đâu cũng được, và nó vẫn cứ trôi nổi phía bên trên cho tới khi nào mà tôi hủy bỏ cái vùng chọn đi bằng phiếu lệnh Ctrl D, thì nó sẽ dán luôn cái vùng điểm ảnh đó vào vị trí mới. Thế đấy là một vài cái mà chúng ta giới thiệu nhanh về cái vai trò của cái vùng chọn. Như thế là vùng chọn là nếu mà chỉ đơn giản là một vùng chọn thôi, nó không làm ảnh hưởng gì đến cái bức ảnh hết, cho tới khi nào mà chúng ta bắt đầu có các thao tác phù hợp. Đấy, còn nếu mà chỉ đơn giản là lôi kéo cái vùng, lôi kéo những cái vùng điểm ảnh, cái vùng chọn đó từ chỗ nọ sang chỗ kia thôi, thì nó vô hại đối với cái bức ảnh. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp về một số khái niệm khác nữa, như là tạo ra vùng chọn thì đơn giản như vừa nãy rồi, đúng không? Bấm và vẽ ra vùng chọn, thế là chúng ta tạo ra. Thế thì các cái khái niệm liên quan tới vùng chọn thì chúng ta sẽ có thêm một vài khái niệm như thế này. Hủy vùng chọn, đã tạo thì sẽ có hủy. Đó, hủy thì chúng ta có mấy cách như sau. Một là đang sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn thì các bạn chỉ việc là bấm ra khỏi bên ngoài phạm vi vùng chọn đó thôi, bấm ra một vùng bên ngoài, thì cái thao tác bấm như thế này thì nó sẽ hủy cái vùng chọn hiện hành đi. Đây, xem kỹ lại nhá. Đang có một vùng chọn này, tôi đưa công cụ ra phía ngoài, tôi bấm kích chuột một cái là lập tức là cái vùng chọn sẽ bị hủy đi. Đấy là tạo và hủy. Cách thứ hai là gì? Tôi đang có một vùng chọn, nếu tôi nhấp chuột ra ngoài và tôi vẽ một vùng chọn mới thì vùng chọn mới cũng tự động hủy vùng chọn cũ đi. Và cách thứ ba là chúng ta sử dụng bằng lệnh. Chúng ta vào menu Select và chúng ta sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh Deselect, hay là phím tắt của nó là Ctrl D. Lệnh này sẽ giúp chúng ta hủy cái vùng chọn hiện hành đi. Đây, sau cái lệnh Deselect thì lại là lệnh Reselect, tức là chọn lại. Khi mà chúng ta đã hủy bỏ vùng chọn đi rồi, nhưng bây giờ tôi lại muốn chọn lại nó, thì tôi sẽ nhấn cái lệnh Reselect này, hay là nhấn phím tắt của nó là Shift Ctrl D, thì nó lại cho hiển thị lại cái vùng chọn mà vừa mới bị hủy ở thời điểm gần nhất. Thế còn là chúng ta còn có thêm hai lệnh nữa, đó là All, hay là chúng ta gọi là Select All, thì phím tắt là Ctrl A. Khi tôi nhấn lệnh như thế này thì nó sẽ tạo ra vùng chọn bao kín lấy toàn bộ cái diện tích của cái layer này. Tất nhiên là như thế là chúng ta hiểu rằng sẽ có hai cách, đúng không? Sẽ có hai cách gọi là Select All. Một cách là thực hiện lệnh thật sự để nó tạo ra một cái vùng chọn bao kín toàn bộ cái layer, hay là bao kín toàn bộ cái bức ảnh này. Và cách thứ hai là không chọn gì cả. Đó, không chọn gì cả thì nó cũng ngầm định rằng là nó sẽ chọn tất, tại vì vừa nãy là chúng ta đã thử nghiệm cái lệnh tô rồi, đúng không? Khi tôi tô thì các bạn sẽ thấy rằng nếu không có vùng chọn là nó sẽ mặc nhiên nó tô kín hết cả bức ảnh này. Đó. Thế còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái lệnh để chọn tất thì chúng ta cũng sẽ có cái lệnh là Select All đây. Thế ngoài ra thì chúng ta có một cái lệnh nữa là lệnh Invert, thì chúng ta cùng xem là cái gì nhá. Đây, về mặt lý thuyết như chúng ta vừa nói, cái vùng chọn sinh ra là để giới hạn cái khu vực làm việc, và nếu như mà tôi chọn cái vùng chọn như thế này thì mọi thao tác sẽ được diễn ra ở trong cái vùng chọn này, còn bên ngoài vùng chọn này sẽ không được phép. Ví dụ tôi lấy bút tôi tô nhé, các bạn sẽ thấy là tôi tô ra đây không có một tác dụng gì hết vì tôi đang tô và tôi làm việc ở ngoài vùng chọn. Nhưng khi tôi đưa vào đây tôi tô thì tôi lại có thể tô được đó. Và mọi thao tác của tôi không hề có một tí tẹo màu nào, không hề có một tí tẹo màu nào mà nó vượt ra khỏi cái phạm vi của cái vùng chọn này. Kể cả bây giờ tôi sử dụng lệnh tô nhé, edit này, fill này, và tôi sử dụng lệnh tô thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chỉ đây tô vào trong cái phạm vi này, không có một pixel nào, không có một pixel nào được phép lấn ra khỏi cái vùng chọn này. Như vậy là chúng ta xác định rất rõ ràng là vùng chọn nó là nơi nó sẽ quy định là được phép làm việc. Đấy, chỉ pixel là nằm trong vùng chọn này thì mới được thao tác thôi, còn nằm ngoài vùng chọn thì không. Tuy nhiên bây giờ tôi lại có cái lệnh là gì đây ạ? Lệnh invert. Invert là đảo ngược lại. Thì bình thường ra ở trong cái vùng này là được phép tô, ở ngoài là không được phép tô. Nhưng bây giờ khi mà tôi invert thì là tất cả xung quanh này là được phép tô, tất cả xung quanh này được làm việc, còn riêng cái vùng này thì lại không được chọn. Đây, chúng ta thử tô màu vào đây. Đó, chúng ta sẽ thấy rằng là xung quanh này được phép tô nhưng ở giữa này lại là không được tô nữa, tại vì nó đã đảo ngược vai trò lại rồi, chỗ đấy lại là chỗ không được chọn. Đấy. Thế và như vậy là chúng ta đã biết được là cái vùng chọn sinh ra để làm gì. Thế thì vùng chọn có những cái đặc tính như thế nào, thêm bớt, mở rộng, rồi các cái khái niệm như là vùng ảnh hưởng vân vân. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm việc để tìm hiểu thêm về nó nhé. Tốt nhất là bây giờ tôi sẽ lấy cái bài mà sẽ là cái ví dụ, là cái bài tập cho các bạn để các bạn có thể là sử dụng nó luôn cho nó dễ, cho nó phù hợp nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lấy hai cái hình ảnh này để cho các bạn có thể là dễ hình dung hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn. Vùng chọn này tôi lấy ví dụ như là tôi muốn lấy một cái phần nào đó thì tôi sẽ vẽ vùng chọn bao xung quanh cái khu vực mà tôi muốn lấy. Ví dụ như là cái quả dưa này nhé. Thế thì thao tác của chúng ta là cố gắng là kéo chuột làm sao có thể là bao kín được cái quả dưa này, như thế là chúng ta sẽ lấy được nó. Tuy nhiên là với cái công cụ Marquee này thì khi mà chúng ta nhả chuột ra ở đâu thì là nó sẽ kết thúc công việc ở đó. Và trong một trường mực nhất định như thế này thì chúng ta thấy rằng là cái vùng chọn nó đang không có bao kín được cái quả dưa. Chúng ta có hai lựa chọn khác nhau. Một là tôi sẽ hủy bỏ cái vùng chọn này đi và tôi sẽ vẽ lại một vùng chọn khác to hơn để bao được lấy toàn bộ cái này. Hai là tôi sẽ tìm cách nào đó để tôi mở rộng hoặc là tôi thay đổi kích thước của nó đi. Đấy. Ví dụ như thế này mà tôi một vùng mà to như thế này chẳng hạn, nếu mà tôi chưa lấy hết được nhưng mà nó to thì tôi vẫn có thể làm sao đây ạ, dịch lên dịch xuống để mà cho nó vào. Nhưng nếu một hình mà ngắn thấp thế này thì dịch hay không dịch thì cũng không làm sao lấy được hết. Vậy thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh hoặc là vẽ lại. Vẽ lại thì đơn giản rồi, điều chỉnh thì chúng ta có hai cách như sau để mà chúng ta mở rộng cái vùng chọn ra. Cách thứ nhất là các bạn vào menu select. Trong menu select này các bạn chọn cho tôi cái lệnh là transform selection. Khi mà chúng ta nhấn cái lệnh này thì nó sẽ hiện lên các tay nắm điều khiển bao xung quanh cái vùng chọn, cho phép chúng ta là thay đổi kích thước của cái vùng chọn đó. Đây, khi tôi bấm vào Transform Selection, các tay nắm điều khiển hình vuông hiện ra bao xung quanh cái vùng chọn hiện hành. Và nếu như tôi bấm vào trong các điểm điều khiển hình vuông này mà tôi kéo thì tôi có thể là thay đổi kích thước cho cái vùng chọn. Sau khi mà kích thước thay đổi phù hợp với lại cái yêu cầu rồi thì tôi có thể thực hiện một trong ba cách để xác nhận với chương trình rằng là cái thao tác chỉnh sửa đến đây là dừng. Một là chúng ta nhấp nút chuột, hai là chúng ta nhấn Enter, ba là chúng ta đưa chuột lên trên thanh option này và bấm vào cái nút lệnh commit. Ba cách giống nhau thì đều là xác nhận là thôi, dừng cái sự thay đổi ở đây. Đấy là cách sử dụng lệnh ở menu Select, Transform Selection để mà co duỗi để thay đổi kích thước của một vùng chọn. Thế còn cách thứ hai thì chúng ta sẽ làm như thế này, tức là chúng ta thêm vào vùng chọn hiện hành những cái vùng chọn mới để mở rộng nó ra. Cái thanh của bên tay trái này mới mất đi thì em mới lấy lại như nào? Thanh nào? Cái công cụ cho lệnh chọn bên tay này. Cái này hay cái này? Cái này. Theo chiều của em hay theo chiều của tôi? Từ bên trái hầu công cụ gì? Thì tìm ở trong này, cái gì mà không thấy tìm ở trong Windows. Đây, nó là cái này, nó là cái option này, option với tool này. Đấy, nó là tool. Mở Windows ra, tìm tới cái lệnh tool, bấm vào đấy thì nó sẽ hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái thao tác thứ hai để mà thay đổi kích thước cho cái vùng chọn này. Thì để mở rộng nó ra thì tôi sẽ vẽ thêm các vùng chọn mới, và bằng cách thêm vùng chọn mới thì tôi sẽ mở rộng được cái kích thước của vùng chọn hiện hành này. Thế tuy nhiên là các bạn vừa mới thấy là chúng ta vừa mới bảo là trong một thời điểm thì sẽ chỉ tồn tại một vùng chọn thôi, đúng không? Khi mà tôi nhấp ra ngoài hoặc là tôi vẽ một cái vùng chọn mới thì vùng chọn mới sẽ tự động hủy cái vùng chọn cũ đi. Tuy nhiên nó vẫn có chế độ có thể chấp nhận, tức là như thế này, chúng ta giữ phím Shift, thì lúc này cái trỏ chuột của chúng ta nó sẽ xuất hiện thêm cái dấu cộng, và khi này chúng ta có thể vẽ ra thêm các cái vùng chọn mới. Và nếu mà nó chạm vào giao nhau với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ làm sao đây ạ? Mở rộng vùng chọn cũ ra, tự động nối ra. Đấy. Trông như thế này thì chúng ta còn nói là 3, nhưng thực tế ra thì nó chỉ là 1 thôi. Đấy. Thực tế thì nó chỉ là 1 thôi, và nó sẽ nếu như mà chúng ta ra lệnh tô màu hoặc là làm cái gì đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ chỉ để được tô trong một lần, đúng không? Vậy nó chỉ là 1 thôi nhé. Đấy là mở rộng. Đó. Thế còn xén bớt đi, thì chúng ta sẽ nhấn phím An. Nhấn phím An thì lúc này nó sẽ là có dấu trừ, và khi các bạn vẽ ra một vùng chọn mới giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì cứ giao cắt ở đâu thì nó sẽ làm ra xén bớt đi. Bằng cách này thì tôi có thể là xén bớt, nhỏ bớt đi những cái này. Đó, mà làm cho cái vùng chọn của chúng ta nó có thể sát vào hơn. Và có một cái trường hợp nữa cũng rất là đặc biệt là không phải là thêm vào cũng không phải bớt đi ở cái vùng giao nhau, mà nó lại thực hiện thế này. Chúng ta nhấn Shift này, nhấn An này cùng một lúc, thì lúc này nếu mà tôi vẽ ra một vùng chọn mới thì vùng chọn mới này giao cắt với vùng chọn cũ đâu, thì tất cả những cái nào mà nó không giao nhau thì nó sẽ bỏ đi, nó giữ lại phần giao nhau thôi. Đấy. Có giống cái lệnh hàn cắt hôm qua với lại Illustrator không ạ? Cái thằng ship là thêm vào thì giống như Hàn đó. Đấy. Thằng An thì là giống như là Bách Minis Fran đấy. Đấy. Thế còn cái thằng này thì nó sẽ giống như là cái thằng thứ ba ấy, phát giữ lại phần giao nhau. Đó. Đây, intersect. Lệnh này gọi là lệnh intersect. Thì nó sẽ ra giữ lại phần giao nhau. Cái đấy là để thêm để bớt. Và chúng ta có một cái cách khác nữa để mà chúng ta làm những cái thao tác vừa rồi. Đấy, thì ở phía trên thanh option thì chúng ta có 4 cái icon nhỏ nhỏ. Các bạn có thể bấm vào đấy thay vì là các bạn nhấn giữ cái phím ở trên bàn phím. Đấy thì nó gồm có 4 cái tùy chọn, mà cái tùy chọn đầu tiên là được nhấn xuống mặc định, đó là new selection, có nghĩa là giống như cái lúc đầu tiên mà tôi nói đó, là luôn luôn sẽ chỉ có một vùng chọn hiện hành tại một thời điểm. Nếu như tôi vẽ một vùng chọn mới thì vùng chọn mới sẽ lập tức tự động hủy vùng chọn cũ đi. Thì cái chế độ này nó gọi là chế độ new selection, chính là từ cái việc đó. Nếu mà tôi bấm vào cái thứ hai là add to selection thì nó tương ứng với lại cái thao tác là nhấn giữ phím shift, và do đó thì tôi cứ vẽ vào, tức là tôi sẽ thêm vào, mở rộng vùng chọn ra. Thế còn trường hợp thứ ba là subtract from selection, có nghĩa là trừ đi những cái vùng chọn đã có nếu như giao cắt với lại vùng chọn mới. Thế còn cái cuối cùng này là intersect with selection, thì nếu như vùng chọn mà đã có tôi vẽ một vùng chọn mới mà giao cắt với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ giữ lại cái phần giao nhau và nó hủy cái phần không giao nhau đi. Tuy nhiên là trong thực tế thì chúng ta nên làm như thế nào? Trong thực tế thì chúng ta nên để ở cái chế độ new selection này, hạn chế cái thao tác mà làm việc với lại các cái nút này. Vì sao? Vì khi tôi ấm vào đây thì nó gần như là trở thành mặc định mới, và lúc này lúc nào nó cũng sẽ thêm vào, lúc nào nó cũng trừ đi, tùy theo là thế nào tôi chọn cái nào. Mà không phải lúc nào chúng ta cũng cần thế, chúng ta cần một cái linh hoạt hơn là cái new selection này thôi. Đấy, để lúc nào cần thêm thì giữ ship, bớt đi thì giữ an, giữ phần giao nhau thì giữ ship an, thế thôi. Còn khi nào xong tôi nhả chột ra thì nó lại trả về cái chế độ mà nó linh hoạt, là cái chế độ new selection đó. Do đó thì không nên là sử dụng các cái icon phía trên này, trừ cái chế độ đầu tiên new selection này. Sau nữa thì chúng ta lại làm quen thêm một cái khái niệm, đó là khái niệm feather. Feather là cái gì? Feather là cái vùng ảnh hưởng. Vừa nãy là chúng ta đã làm một cái ví dụ là tô vào trong một vùng chọn rồi, đúng không? Và chúng ta thấy rằng là kích thước của vùng chọn là bao nhiêu, rìa của nó ở đâu, thì tất cả các cái thao tác mà tô màu nó cũng chỉ nằm ở trong phạm vi đó, nó không vượt được ra ngoài, nó không lem được ra ngoài. Đây, chúng ta xem thử này, file này, phim này, foreground đó, màu tô không ra ngoài tí nào cả. Thế nhưng nếu như mà bây giờ tôi lại gán một cái feather, đây tôi vẽ một vùng chọn mới cũng tương tự như vùng chọn cũ, cái phải thiết lập feather trước, đúng không? Ví dụ như là tôi thiết lập một con số vào đây, và sau đó thì tôi vẽ thêm một cái vùng chọn cũng gần tương tự như thế, với kích thước như thế đó. Nhưng mà trước đó thì tôi đã gán thêm feather rồi, thì khi mà tôi nhả chuột ra thì các bạn sẽ thấy là trước hết là nó có một sự khác biệt. Vùng chọn thì vẽ ra là hình chữ nhật, nhưng mà lúc mà tôi buông tay ra thì nó sẽ bị ảnh hưởng của cái feather này, và nó trông giống như là hình elip hơn. Và nếu như tôi lại tiếp tục sử dụng lệnh phim một lần nữa thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt tương đối lớn giữa hai cái. Khi một vùng chọn mà được gắn feather thì nó sẽ màu tô vào đấy nó sẽ không đồng nhất đó. Ở đây là gì ạ? trên cũng giống dưới, trái cũng giống phải, trong cũng giống ngoài, tâm cũng giống rìa. Nhưng thằng này thì không đó. Trong tâm có vẻ đậm hơn, ra ngoài rìa thì có vẻ nhạt hơn. Màu thứ nhất là không đồng nhất, thứ hai nữa là điều quan trọng nhất là đây này, chúng ta thấy rằng là cái ranh giới vùng chọn nó không phải là ranh giới cuối cùng đó. Ở bên trái này là ranh giới vùng chọn sẽ là ranh giới cuối cùng, không thằng nào được phép vượt qua, nhưng rõ ràng thằng này là có vượt qua, và càng vượt ra ngoài thì càng yếu đi, nhẹ dần cho tới khi không nhìn thấy cái lệnh tô nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái feather này nó sẽ giúp chúng ta là thiết lập một cái vùng làm việc có ảnh hưởng ra khỏi cái vùng chọn đó, và mạnh ở tâm, nhẹ ở rìa, và nó sẽ không có cái giá trị đồng nhất ở trong cái thao tác. Thế thì khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta sẽ chọn lấy một cái kiểu dán feather hay không feather tùy thuộc vào cái mục tiêu của chúng ta. Lúc nào, chỗ nào, chi tiết nào mà chúng ta cần một cái sự rõ ràng, mạch lạc thì chúng ta sẽ sử dụng cái vùng chọn bình thường. Thế còn lúc nào mà chúng ta cần một cái thao tác nhưng mà nó lại hơi mang tính mờ ảo một tí, hơi mang tính lẩn khuất một tí, không rõ ràng một tí, thì chúng ta sẽ sử dụng cái vùng chọn có feather. Và cái thao tác này thì sử dụng với công cụ hay là với lệnh thì nó đều có cái tác dụng là không rõ ràng như thế. Tuy nhiên là có nên sử dụng cái feather này hay không thì câu trả lời lại là không. Không ở đây thì không phải là không dùng feather, mà không dùng feather ở trên cái thanh option này. Mặc dù mọi cái tiện ích mà thanh option đem lại cho chúng ta khi mà chúng ta chọn các công cụ hoặc các lệnh rất là lớn, nhưng riêng cái feather này thì lại lời khuyên là không sử dụng ở đây. Đấy. Thế không sử dụng ở đây thì sử dụng ở đâu? Vì sao lại không sử dụng ở đây? Không sử dụng ở đây là vì nó sẽ bị lưu số. Khi mà nó lưu số ở đây mà chúng ta làm xong rồi chúng ta không xóa đi thì bất kể về sau này tôi có vẽ một cái hình nào đi nữa thì cũng lập tức các bạn sẽ thấy là nó bị bò tròn như thế này, có nghĩa là nó đã chịu ảnh hưởng của feather rồi. Mà có phải lúc nào tôi cũng cần feather đâu, có lúc thì tôi cần sắc nét, có lúc tôi cần rõ, có lúc tôi cần mờ. Thế thì cái thao tác mà làm ở đây mà làm xong mà chúng ta không xóa cái feather này đi thì mặc nhiên lần sau nó sẽ tự động dán cho vùng chọn vừa mới vẽ. Do đó thì lời khuyên với các bạn là không nên sử dụng cái feather ở đây, mà các bạn sẽ vào trong menu select giúp tôi. Tất cả những cái gì mà liên quan tới vùng chọn thì chúng ta đều có thể tìm ở trong này. Thì chúng ta vào menu select và tìm tới phần lệnh modify. Tìm tới modify, trong modify này các bạn tìm tới lệnh cuối cùng feather ở đây, hoặc là các bạn có thể nhấn phím tắt là shift F6. Khi chúng ta nhấn phím tắt này thì sẽ có một hộp thoại tương ứng mở ra, cũng cho phép chúng ta gán feather vào đó. Nhưng mà điểm khác biệt của nó là gì? Gán một lần duy nhất. Đây. Muốn gán bao nhiêu? Gán vào. Nhấp OK. Xong. Bây giờ tôi vẽ lại lần thứ hai này, vẽ một vùng chọn khác này. Các bạn sẽ lại trở thấy nó gì đấy? Thấy nó trở lại với lại cái định dạng vuông thành các cạnh. Đấy, thì lúc này không còn feather nữa. Như vậy là với cái lệnh mà Shift F6 kia thì nó sẽ chỉ lá một lần duy nhất cho cái vùng chọn hiện hành thôi. Nó không ảnh hưởng tới các cái thao tác về sau này của chúng ta. Do đó thì lời khuyên là chúng ta không nên sử dụng cái feather ở trên thanh option với cái lý do rất là rõ ràng như vậy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm một vấn đề, đó là cách tạo ra một cái vùng chọn. Thì thông thường là chúng ta, ví dụ như đối với Marquee thì chúng ta hay tạo từ góc. Đó. Đây là tạo vùng chọn hình chữ nhật, tôi hay chọn từ góc, nhấp vào góc, giữ chuột và kéo để tạo ra một vùng chọn hình chữ nhật to nhỏ tùy yêu cầu, miễn là nó bao kín cái khu vực mà chúng ta cần lấy. Tuy nhiên nếu như mà tôi vẽ bằng một cái ellipse này thì sao? Nó sẽ không thể nào mà vẽ chính xác được, vì là chúng ta sẽ không có cái góc rõ ràng giống như hình nhật. Do đó thì chúng ta sẽ có thêm một cái cách nữa, đó là vẽ từ tâm vẽ ra thay vì vẽ từ góc. Về vẽ từ tâm, vẽ ra thì chúng ta đặt trỏ chuột vào cái vị trí mà chúng ta muốn vẽ, sau đó thì nhấn phím An. Nếu như mà chúng ta vẽ từ tâm thì chúng ta chỉ việc là nhấn phím An. Đây, các bạn nhìn, nó sẽ phát triển từ tâm vẽ ra thay vì là vẽ từ góc. Đấy, thì cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là vẽ một cách khác, phù hợp hơn trong các trường hợp mà chúng ta không tìm được cái góc. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái phương pháp nữa là vừa vẽ vừa dịch chuyển vừa điều chỉnh kích thước của cái vùng tròn. Đây, các bạn quan sát, ví dụ tôi chuyển sang cái kiểu vẽ bằng công cụ ellipse. Thực ra thì ellipse hay là rectangular là giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau về mặt hình dáng, còn thao tác thì nó giống nhau. Ví dụ như là tôi vẽ ở đây, tôi không bao giờ tôi vẽ được một cái vùng tròn chính xác cả. Đấy. Thế nhưng mà vẽ từ tâm thì may ra, đúng không? Nếu mà chúng ta áng chừng tương đối và chúng ta vẽ từ tâm vẽ ra thì có thể gần như là chính xác. Đó. Nhưng mà còn một cách nữa, đó là vừa vẽ này, vừa dịch chuyển này, vừa điều chỉnh. Thì đây, thao tác các bạn để ý, tôi cứ vẽ đại ra một cái vòng như này đã, to nhỏ không cần biết, tạm thời thôi. Sau đó thì vẫn giữ phím cách, đừng nhả phím cách ra, xin lỗi, vẫn giữ phím chuột. Đấy, và sau đó thì nhấn giữ phím cách. Lúc này thì tôi có thể là dịch cái hình đang vẽ dở này đi bất cứ đâu. Thao tác của tôi sẽ là dịch tới đỉnh và dịch sang đến đây ạ, dịch sang cạnh trái. Sau đó thì tôi sẽ nhả phím cách ra và tôi kéo xuống dưới thì chắc chắn là nó lại khớp vào cái hình. Với cách như thế này thì chúng ta có thể là vừa vẽ vừa dịch chuyển vừa điều chỉnh kích thước cho cái đối tượng vùng tròn mà chúng ta đang tạo ra. Như thế là chúng ta vừa mới biết thêm một cái phương pháp tạo vùng tròn. Thay vì là tạo từ góc thì chúng ta đã tạo từ tâm vẽ ra, rồi thêm một phương pháp nữa là vừa vẽ vừa dịch chuyển và vừa điều chỉnh kích thước của vùng tròn. Chúng ta còn có thêm một cái phần nữa mà cần phải nắm được, đó là cái phần style. Style thì nó cung cấp cho cái công cụ Marquee gồm 3 thứ. Một là normal, hai là fixed ratio và ba là fixed size. Thì ba cái chế độ này thì nó ảnh hưởng đến cách vẽ như thế nào. Chúng ta xem xét thử xem. Chế độ normal là chế độ được mặc định của chương trình. Chế độ này thì không có bất cứ cấm kỵ gì cả. Nhấp giữ chuột, vẽ rộng, vẽ hẹp, vẽ thấp, vẽ cao, vẽ sâu, vẽ nông, vẽ béo, vẽ gầy, vẽ sang phải, vẽ sang trái, lật lên trên hay quay xuống dưới tùy tay, tức là không có bất kỳ cấm kỵ gì hết đối với cái kiểu style normal này. Đây là cách vẽ mà nó thoải mái tay nhất và nó phong phú nhất. Đó. Kiểu thứ hai là gì? Style thứ hai ở trong danh sách thì nó tên là fixed ratio. Khi tôi kích hoạt cái chế độ này lên thì ở bên cạnh cũng có hai trường cũng được khởi động, đó là trường chiều rộng và trường chiều cao. Và trong hai ô nhập liệu ở bên cạnh thì chúng ta đang thấy là nó để sẵn cái tham số là 1 và 1. Như vậy khi tôi nhấp chuột tôi vẽ thì tôi có thể vẽ một hình bé bé như thế này, một hình lớn hơn nữa, một hình lớn hơn nữa. Nhưng bất kể là kích thước như thế nào thì chúng ta sẽ thấy rằng là tỷ lệ của cái vùng tròn này khi đang vẽ nó là 1 1, và chúng ta sẽ có một cái vùng tròn có hình vuông. Đó. Nếu như bây giờ tôi thay bằng tham số khác thì vẽ to cũng thế mà vẽ nhỏ cũng thế, nó sẽ giữ nguyên được cái tỷ lệ mà chúng ta yêu cầu. Thế còn trường hợp thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là fixed size. Fixed size thì chúng ta sẽ có một cái thay đổi nhỏ nhỏ ở trong cái trường chiều rộng và chiều cao. Mặc định của chương trình, nếu như các bạn mở lên lần đầu tiên đấy mà các bạn chưa thao tác gì cả thì các bạn sẽ có một con số điền sẵn ở trong này là 64 x 64 pixel. Đấy. Và nếu như các bạn thích thì các bạn có thể là điền con số khác vào đây. Tuy nhiên thao tác vẽ thì nó cực kỳ đơn giản, đó là kích chuột một cái nó sẽ mở ra một cái vùng chọn đúng như chúng ta yêu cầu. Các bạn không cần phải kéo chuột, không cần phải dê chuột gì hết, và cái điểm kích chuột nó sẽ được tự động tính, đấy là điểm góc trên bên trái của cái vùng chọn sẽ được tạo ra. Thế thì trường hợp nào chúng ta dùng cái này? Fix size này, normal này và fix ratio. Cái nào được dùng nhiều hơn, cái nào tiện hơn, và những cái chế độ này thì nó dùng trong những trường hợp nào? Fix size giờ thì dùng trong những trường hợp mà đòi hỏi tuyệt đối chính xác đó. Ví dụ như là các bạn cần một cái gì đó rất chính xác thì các bạn sẽ sử dụng cái này để tạo ra một vùng chọn chuẩn theo yêu cầu. Thường thường ví dụ như các bạn thấy là chúng ta thiết kế giao diện web này, thiết kế giao diện mobile này, rồi thiết kế các biểu tượng này, các icon cho các ứng dụng, thì nó sẽ yêu cầu rất chặt chẽ về mặt kích thước. Nếu mà sai sót vài pixel thì đưa vào nó sẽ phá vỡ bố cục, nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc của cái giao diện ra, và do đó thì nó đòi hỏi phải chuẩn xác ở trong phạm vi pixel cho phép thôi. Và do đó thì lúc nào chúng ta cần một cái gì đó chính xác thì chúng ta sẽ để ở chế độ fix size. Còn fix ratio thì nếu như chỉ sử dụng cái tỷ lệ 1:1 mẫu này thôi thì các bạn không cần phải đụng đến thằng này làm gì. Các bạn chỉ cần vào trong chế độ normal khi vẽ, kết hợp cùng với lại gì đấy ạ, kết hợp cùng với phím shift thì mặc nhiên nó đã khóa cái tỷ lệ là 1:1 rồi. Cả hình chữ nhật cũng vậy và cả hình elip cũng vậy. Đấy. Hình chữ nhật thì nó sẽ có hình dạng là hình vuông, còn elip thì nó sẽ là hình tròn. Đấy, còn normal thì cả hai đều giống nhau, tức là dài ngắn, rộng hẹp, to nhỏ, cao thấp, thoải mái theo cái yêu cầu của mình. Và người dùng thì hay sử dụng cái chế độ normal này thôi. Yêu cầu đặc biệt thì mình mới chuyển sang cái chế độ đặc biệt, hoặc là fix size hoặc là fix ratio. Thế nhưng mà đối với công cụ Elite thì vừa nãy chúng ta vừa mới nói là nó giống, rất giống với lại cái thao tác của công cụ Rectangular Marquee. Tuy nhiên là nó chỉ khác một chút về hình thôi, đúng không? Nó khác về hình nhưng mà thao tác và các tùy chọn là giống hệt. Tuy nhiên là nó vẫn có một điểm riêng, nó chỉ được kích hoạt lên khi nào mà chúng ta chọn cái công cụ Elliptic Marquee. Đây, chúng ta chọn cái công cụ Rectangle này thì cái trường này chìm đi ngay. Thế còn tôi chọn sang Elliptic thì nó lại kích hoạt ngay lập tức. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút là cái checkbox anti-alias này thì nó sẽ làm cái vai trò gì đối với cái vùng chọn mà tạo ra bởi công cụ Elliptic Marquee. Để mà so sánh hoặc là để tìm hiểu xem cái này nó có tác dụng gì thì chúng ta sẽ phải làm cũng đối chứng thôi. Cũng giống như là vừa nãy chúng ta so sánh một vùng chọn thông thường và một vùng chọn có feather, thì bây giờ chúng ta lại tạo ra hai vùng chọn, một vùng chọn có anti-alias và một vùng chọn không có anti-alias, để xem là khi chúng ta thao tác thì nó khác gì nhau. Thế đầu tiên là chúng ta cần phải tắt cái này đi đã. Sau đó thì tôi mới chọn công cụ Ellipse đó. Và trong trường hợp này nếu mà để cho nó chuẩn thì chúng ta nên chọn cái chế độ fix size này để đảm bảo rằng là hai hình chúng ta vẽ ra nó đều giống hệt nhau về hình dáng cũng như là về kích thước. Thế thì hình đầu tiên tôi sẽ tắt cái anti-alias này đi và tôi kích chuột một cái để tôi tạo ra một cái vùng chọn. Ok, vùng này thì hơi lớn, có lẽ là chúng ta sẽ làm lại một chút, 100% thôi. Đây, chúng ta kích chuột để tạo ra một cái vùng chọn, và vùng chọn đầu tiên này là không có anti-alias, đúng không? Bây giờ tôi mới bật cái chế độ này lên và tôi chuyển sang chế độ gì đây ạ? Add to selection để tôi tạo ra thêm cái vùng thứ hai. Vùng này thì tôi đã làm ra đây ạ, bật anti-alias lên rồi. Như vậy là hai vùng có kích thước giống hệt nhau, một cái có anti-alias và một cái không. Cái có là bên phải, cái không là bên trái. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện lệnh tô và edit fill, và tôi sẽ tô foreground là tô màu đỏ này vào. Chúng ta cùng quan sát xem là nó có điểm gì khác nhau không nhé. phóng lớn lên thì chúng ta sẽ thấy có mấy điểm hơi khác biệt. Hình bên trái vẫn tuân theo cái quy tắc lúc đầu tiên chúng ta nói, đó là vùng chọn sẽ là vùng giới hạn các thao tác, không hề có một tí màu đỏ nào được phép vượt ra khỏi cái vùng chọn ở hình bên trái. Màu bên trái tô đều trên xuống dưới, trái sang phải, trong ra ngoài, ngoài vào trong, giống hệt nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta xem cái hình thứ hai. Hình thứ hai thì về cơ bản là nó cũng tương đối giống hình thứ nhất, tuy nhiên nó có một hai điểm khác như sau. Thứ nhất là có một vài chỗ màu không đồng nhất hoàn toàn, nó có tính chất tô chuyển dần từ cái màu phía bên trong này với lại màu nền phía bên ngoài. Thứ hai là nó có một vài cái điểm ảnh là vượt ra khỏi cái ranh giới của vùng chọn đấy, và nó thường nằm ở cái điểm gì đây, điểm gãy của các cái vùng chọn này. Lý do thì rất là đơn giản như thế này. Chúng ta mặc dù hiểu rằng gọi rằng đây là cái vùng chọn hình tròn hay là vùng chọn hình elip, tuy nhiên là nó không hề tròn, đúng không? Vì bản chất nó sinh ra là để nó chọn các pixel, mà các pixel thì có hình vuông, cho nên là tổ hợp của các hình vuông thì không thể nào có được một cái đường bao quanh là hình tròn cả, và do đó thì thực tế nó là một cái sự khấp khểnh răng cưa hay bậc thang, và nó sẽ gây ra một cái cảm giác là cái hình đó nó có chu vi không tròn, nó có đường biên không mềm, và do đó thì cái tùy chọn anti-alias nó sinh ra là để chúng ta đánh lừa mắt, tức là tô bù vào một số điểm ảnh vào trong những cái điểm gãy để lừa mắt rằng là cái chỗ này là nó tròn. Đây, tôi giả nó về kích thước nhỏ nhé, và bây giờ tôi tạm thời giấu cái vùng chọn đi, hoặc là xóa cái vùng chọn đi, thì bằng mắt thường kể cả mức độ tương đối nhỏ như thế này thì chúng ta vẫn thấy là cái xóa vùng chọn là lên cùng. Xóa là Ctrl D vừa lại nói rồi, đúng không? Còn ẩn nó đi mà không xóa thì là Ctrl H, H là 2 đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ có thể là giấu đi hoặc là cho hiện lên. Và bằng mắt thường thế này các bạn cũng sẽ thấy là một bên trông có vẻ mịn hơn, đúng không? Bên phải là bên mịn hơn so với lại cái hình bên trái. Đấy, lý do là vì nó đã bật cái tính chất anti-alias lên. Thế thì đến đây thì chúng ta đã tương đối đầy đủ cái thao tác, tương đối đầy đủ tất cả những cái kỹ năng để làm việc với lại cái nhóm công cụ đầu tiên là cái Rectangular Marquee và Elliptic Marquee. Một chút cần phải nói thêm, bổ sung thêm. Thứ nhất là cái cách sử dụng phím tắt. Thứ hai là hai công cụ nhỏ ở trong này thì nó giúp chúng ta làm cái gì. Thì chúng ta giới thiệu nốt cái này để khóa sổ về cái nhóm công cụ đầu tiên là cái Marquee. Và trước hết là về phím tắt thì như lúc đầu tiên mà tôi đã nói với các bạn là gì, cố gắng nhớ phím tắt để làm việc cho nó nhanh, đó, tăng hiệu quả. Và phím tắt của cái này là M, thì phím tắt M, nếu như tôi đang ở một công cụ khác tôi nhấn M thì nó đưa tôi về công cụ này không có, đó, nhưng nó đưa về công cụ thứ hai là công cụ Marquee. Elliptic Marquee là cái mà vừa sử dụng gần nhất, nhưng bây giờ tôi muốn là về cái Rectangular cơ, về hình chữ nhật cơ, thì tôi nhấn phím M thì một lần nữa xem nó có sang không, thì nó không chịu sang. Thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà hai thằng đều giống nhau, phím M ở này thì làm sao mà gọi được thằng kia. Đấy, thì cách dùng thì chúng ta sẽ phải nhấn thêm Shift trong lúc mà nhấn cái phím tắt này. Thực ra thì đây là vì chúng ta đang nói đến phím tắt khi mà chúng ta giới thiệu tới công cụ Marquee. Thế nhưng mà cái thao tác này thì nó ứng dụng chung cho toàn bộ những cái công cụ mà có chung phím tắt. Đây, Shift này, M này, Shift M này, cứ mỗi lần như thế này thì nó chuyển qua chuyển lại giữa những công cụ cùng hộp và cùng phím tắt. Đấy, các bạn quan sát cho tới khi nào mà các bạn lấy được cái công cụ mà các bạn cần thì các bạn dừng lại. Thì đấy là thao tác mà sử dụng phím tắt để gọi các cái công cụ có chung phím tắt. Thế còn cuối cùng thì tôi sẽ giới thiệu về hai cái công cụ Single Row Marquee và Single Column Marquee. Single Row thì thao tác rất là đơn giản, các bạn chỉ việc nhấp chuột thế thôi, việc còn lại là nó sẽ tạo ra cái gì, nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn có độ cao là 1 pixel và độ rộng thì rộng bằng cái ảnh rộng bao nhiêu nó rộng theo bấy nhiêu đấy, nhưng mà luôn luôn nó sẽ chỉ cao 1 pixel thôi. Thế còn công cụ thứ hai thì nó ngược lại là single column, thì bây giờ tôi kích chuột một cái thì nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn mà có độ rộng là 1 pixel. Thế còn cao thì là cao bằng cái ảnh cao bao nhiêu nó tự cao theo bấy nhiêu. Cái này thì nó sẽ không có feather, tức là nó sẽ không có style. Tại vì sao? Style thì normal là tự do đúng không? Thích rộng thì rộng, thích hẹp thì hẹp. Nhưng thằng này thì có một cái tham số không bao giờ xác định, đấy là chiều cao hoặc là chiều rộng của bức ảnh. Tôi cũng không biết là cái bức ảnh nó sẽ rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, cho nên là nó cứ ám vào đấy thì đã là một tham số không đổi rồi, không xác định rồi. Còn một tham số thì không đổi, đấy là độ rộng là 1 pixel hoặc độ cao 1 pixel. Cho nên những cái style mà ví dụ như normal hay là fixed size hay là fixed ratio thì hoàn toàn là không có khả dụng đối với cái trường hợp này. Kể cả feather, feather nếu như mà tôi gán một cái feather vào đây một cái là lập tức cái đường này mất đi ngay. Tại vì là vùng chọn mà lại có độ lớn bằng cái feather thì coi như vùng chọn nó sẽ bị hủy đi được. Cho nên feather trong trường hợp này cũng không dùng được. Chúng ta chỉ dùng được có mỗi cái gì đấy ạ, giữ shift để cộng thêm vào hay là giữ an để trừ bớt đi. Đấy, thì đấy là những thao tác để mà chúng ta có thể làm được với lại cái nhóm công cụ rectangle, nó gọi là single row hay là single column Marquee. Đấy, thì như vậy là chúng ta vừa mới làm quen với lại cái nhóm công cụ tạo vùng chọn đầu tiên là nhóm công cụ Marquee để giúp chúng ta tạo ra hai cái vùng chọn là hình chữ nhật và hình elip. Và chúng ta cũng đã làm quen thêm các khái niệm về như thế nào là điểm ảnh, như thế nào là feather và một số các thao tác khác như là thêm vào, bớt đi, rồi xóa vùng chọn, đảo ngược vùng chọn, vân vân.